Gần đây, video nam thanh niên đấu với con nhện có kích thước to lớn bằng thanh gỗ được ghi lại tại Cộng hòa Dominica gây sốt trên cộng đồng mạng. Cụ thể, sau khi trở về nhà, hai nam thanh niên phát hiện một con nhện có kích thước to lớn đang bò trên cửa. Một nam thanh niên trong đó đã quyết định dùng thanh gỗ để đấu với con nhện nhằm đuổi nó đi xa. Sau khi gạt bỏ được con nhện xuống dưới đất, nam thanh niên này còn đánh dọa đánh vài lần để đảm bảo nó không dám lại gần ngôi nhà nữa. Đúng dân chơi Việt Nam với món đặc sắc treo chó rồi đấy. Ừ đúng rồi, nó sổng chuồng rồi. Cắn nó đi. Hả? Ê, yêu kiểu gì? Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Bác ơi, bác làm thế là giết cả nhà đội xây dựng rồi đấy. Mắt mũi để đâu? Ờ rồi à, trông quay xe thanh thản phết nhỉ. Hay lắm ông già, bọn tôi cay lắm rồi đấy. Trượt về bữa xưa mơ. Về anh như như đắp mơ. Ơi, ngày nào vẫn hoang sơ. Ôi trời ơi. Ôi vợ ơi, con rắn, nó cắn anh. Ủa gì vậy? Sao em lại có thể bắt nó dễ dàng như vậy được bà xã? Hết hồn luôn á má ơi. Thôi thả nó đi giùm tôi cái. Cổng nhau lãng mạn gớm nhỉ. Nhưng mà sao lại chọn chuồng chó làm nơi tình yêu được hâm nóng vậy ông nội? Ủa trời ơi, sập chuồng luôn. Rồi giờ làm sao ra? Tình yêu không lối ra. Ôi trời đất, quỷ thần thiên địa ơi, giật hết cả mình rồi đây này. Ê, hình như có quỷ em ạ, chứ đâu tự nhiên rơi hết thế. Ờ, thế quán có bán gì nữa không đấy? Hình như tôi vào không đúng lúc thì phải. Xin lỗi, để tôi tự đăng xuất. Thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi. Mà nghe sao không tội cứ thích viễn gà cho lắm vào. Hết hồn chưa mẹ trẻ. Cái tay thật hư đốn quá đi à. Oh no. Ôi trời ơi. Sợ quá à. Tiên sư cha thằng nào gửi bà cái hộp này nhé. Ôi trời, giận hết cả cái cửa mình rồi con quỷ. Kiếm đông dao quá. Nay không say không về nhé. Để anh nóc cạn cho chú xem. Sao trời đất hình như đảo ngược rồi thì phải. Mọi thứ trông ảo lắm. Huệ ơi, em ở đâu, xuất hiện đi. Ôi trời ơi. Rồi, mày xong rồi. Biết mày ăn hại như thế này thì lúc bầu bà thả đẻ trứng luộc ăn cho đỡ tốn cơm. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thế nào?
siêu xe này mua bao tiền, ra giá đi bác trai. Chứ tôi mê cái cách nó vẫn chạy bon bon trên đường dù chỉ còn một bánh đấy. Nó ở cái tầm chất. Ủa rồi ai lái chiếc xe kia vậy? Alo, đừng nói là do thế lực tâm linh nào đó chi phối đấy nhé. Giữa ban ngày ban mặt. Ấy, chết tiệt, có đứng lại không thì bảo đây. Đồ ma, đồ quỷ. Lại nữa hả? Sao tác động cơ rồi mà? Alo, dừng lại đi baby, đừng rời xa anh nữa. Xin em đừng có tiến thêm bất kỳ bước nào nữa được không? Trời ơi, đã nặng rồi lại còn chơi dơ, nghĩ mà nó tức cái bụng. Này thằng tí, đây là cái tivi thứ mấy mày làm hỏng rồi? Tối nay xác định nát đít với mẹ nghe chưa? Tới số rồi đó con trai. Thông minh lắm, đúng là con trai của ta. Sếp mà, đến cái khúc trượt chân ngã thì cũng phải cố diễn sao cho ngầu nhé. Đừng làm mất mặt trước nhân viên, quan trọng nhất vẫn là thần thái, ok? Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Con bò lạc này từ đâu xuất hiện vậy trời? Ách tắc giao thông quá à, nhìn thấy ghét không? Vừa rồi là những pha xử lý khó đỡ nhất của các dân trời đớ thủ siêu ngáo vũ trụ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại!